Xin chào các bạn, mình tên là Thắng, năm nay mình 27 tuổi. Thì tình trạng lúc trước của mình là bị sẹo rỗ. Tại vì do cái thời sinh viên của mình á, mình hay ăn uống mà không điều độ, với lại thức khuya học bài đêm nữa. Với lại tuổi trẻ mà không có để ý nhiều, lao ham chơi lắm. Nên là cái tình trạng mụn lúc đó của mình rất là nhiều. Và mình cũng rất là lo lắng và phải đi tìm kiếm rất là nhiều nơi để mà thăm khám về cái da nhặt mặt của mình cho nó đẹp hơn. Rồi khoảng thời gian mình đi làm, mình mới biết là cái ngoại hình nó rất là quan trọng. Mình vẫn chú tâm vô nó và mình quyết định là đi tìm một nơi để mà thăm khám. Thì mình quyết định là đến BB Thanh Mai để mà thăm khám cho mình về cái da mặt của mình để mà trị khỏi. Thì lúc trước mình thấy nghệ sĩ Anh Đức, một nghệ sĩ rất là nổi tiếng, nhưng mà da mặt của anh ngày xưa mình thấy bị rỗ. Mình không biết anh làm bằng cách nào mà để được da mặt láng bóng như hiện tại. Thì mình quyết định theo dõi. Thì sau khoảng thời gian mình theo dõi ảnh thì mình mới biết là ảnh điều trị ở BB Thanh Mai. Nên sự quyết định của mình á là đi theo tiếng gọi của ảnh luôn, là đến quyết định đến BB Thanh Mai để mà thăm khám cái da mặt cho mình. Thì mình sau một liệu trình mình thấy cái da mặt của mình nó sáng mịn hơn, nó ok hơn rất là nhiều. Và mình cảm thấy rất là hài lòng. Bác sĩ thăm khám và tư vấn rất là kỹ càng và nhiệt tình cho mình nữa. Và một điều rất là quan trọng, khi mà các bạn đến BB Thanh Mai á, mà được sử dụng liệu trình á, các bạn đừng có ngại gì hết, nhất là các bạn nam. Bởi vì sao? Bởi vì tại cái phòng điều trị ở BB Thanh Mai á, là chỉ có một mình thôi. Nên là các bạn nam đừng có bao giờ ngại hết, không có sao. Rất là riêng tư và thoải mái nữa. Mà gặp bác sĩ rất là tận tình, kỹ càng với mình nữa. Mình rất là thích điều này. Các bạn hãy đến ngay BB Thanh Mai để mà chúng ta cùng thử trải nghiệm về điều trị da cũng như là các dịch vụ khác các bạn nhé.